Thưa quý vị, sáng nay 23 tháng 9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra phiên trù bị với sự tham dự của 347 đại biểu, đại diện cho gần 43.000 đảng viên trong toàn đảng bộ. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì phiên trù bị. Phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư tỉnh ủy khóa 6 khẳng định, sau một thời gian chuẩn bị tích cực nghiêm túc với sự tập trung trí tuệ của toàn đảng bộ, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã quyết định tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 trong 3 ngày, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 năm 2020. Mặc dù là phiên trù bị, nhưng kết quả phiên họp này có ý nghĩa rất quan trọng quyết định sự thành công của đại hội. Do vậy, tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ, đóng góp các ý kiến thiết thực cụ thể vào từng nội dung của phiên họp trù bị ngày hôm nay. Tại phiên trù bị, các đại biểu đã quán triệt chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua nội quy đại hội, quy chế làm việc đại hội, chương trình làm việc chính thức của đại hội, bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội cũng thông báo chia tổ đại biểu và địa điểm thảo luận của các tổ và tiến hành một số nội dung công tác khác thuộc thẩm quyền. Trong chiều nay, 5 tổ đại biểu sẽ tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Trung ương và văn kiện Đại hội của tỉnh.